Anthony tiết lộ tuổi thơ giáo dục bị khiêm tốn, không có giày để thi đấu. Trong những ngày cuối của kỳ chuyển nhượng hè 2022, Man United chiêu mộ thành công cầu thủ trẻ cánh Anthony của Ajax sau khi chấp nhận chi khoản tiền 82 triệu bảng. Trước khi chuyển sang Man United tái ngộ với huấn luyện viên Erik ten Hag, Anthony từng có hai mùa giải gắn bó cùng chiến lược gia Nghệ Lan trong áo của Ajax. Và trong buổi phỏng vấn mới đây, Anthony có những phút trải lòng về tuổi thơ không mấy êm đẹp của mình. Tân binh của Man United đã thừa nhận rằng cuộc sống khi còn là một cậu bé vô cùng thử thách với anh và gia đình khi sống trong một khu ổ chuột nghèo đói ở Brazil. Cụ thể, cầu thủ sinh năm 2000 lớn lên ở khu ổ chuột Infernino, tạm dịch là địa ngục thu nhỏ, một trong những khu vực nguy hiểm nhất của Osako, ngoại ô thành phố Sao Paulo. Tại đây, Anthony thường xuyên chứng kiến những tên tội phạm chạy khỏi cảnh sát cũng như các tệ nạn xuất hiện khắp mọi nơi trên đường phố và hẻm nhỏ. Anthony chia sẻ với Sky Sport nguyên văn như sau: "Tôi chỉ là một cậu bé tầm thường đến từ khu ổ chuột. Tôi không có giày để đá bóng, tôi không có phòng để ngủ, tôi ngủ trên ghế sofa, tôi đã sống ở giữa cổ chuột. Cách nhà tôi 20 mét có những kẻ buôn bán ma túy. Khi tôi và bạn đang xem một trận đấu vào ngày Chủ nhật, sẽ có mùi cần sa bay vào nhà. Đôi khi, tôi và anh chị em ôm nhau để khóc khi nghĩ về hoàn cảnh khó khăn của mình. Có những lúc vào nửa đêm, chúng tôi phải tát nước ra khỏi ngôi nhà ngập lụt của mình, nhưng chúng tôi vẫn làm điều đó với nụ cười trên môi." Anthony cho biết, việc gia nhập Man United như một giấc mơ lớn nhất cuộc đời và cầu thủ người Brazil gửi lời cảm ơn tới Quỷ Đỏ vì đã kiên trì theo đuổi anh trên thị trường chuyển nhượng. Anthony đã bắt đầu sự nghiệp của mình ở Manchester United với bàn thắng đầu tiên vào lưới Arsenal tuần trước khi huấn luyện viên Ten Hag có được chiến thắng thứ tư liên tiếp tại Premier League để đưa đội bóng của mình lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng. Những màn trình diễn của Anthony đang được đánh giá rất cao và tân binh người Brazil đang nhận được rất nhiều sự kỳ vọng từ phía cổ động viên của Quỷ Đỏ.